Yo, hello anh em, hi hi, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Vâng, chào mừng em đến với video đầu tiên trong phiên bản 2.8. Khi vào game thì mình nhận luôn hai cái bồi thường rồi sửa lỗi các thứ 600 nguyên thạch. Và khi mà vào thì mình cứ nghĩ là chúng ta có thể lên được đảo táo vàng ngay. Trước đó mình làm video mình cũng nhắc cái vụ đấy, nhưng mà thực ra là mình nhầm anh em ạ. Chúng ta chưa được lên đảo ngay mà nó chỉ có những cái như là banner của Kazuha, dùng thử nhân vật rồi một vài cái cốt truyện thôi. Theo mình thì như thế cũng khá là hay, bởi vì là thực sự là khi mà update xong rồi vào luôn, nó bị choáng ngợp bởi nhiều công việc đó anh em. Còn bây giờ thì chúng ta có thể thưởng thức những cái thứ mới như là banner rồi là nhân vật rồi build các thứ. Sau đó thì ngày sau nữa thì khi mở sự kiện ra thì chúng ta sẽ chơi. Thì mình xin đính chính lại cái thông tin về cái vụ mở map như thế nha. Hiện tại là chưa có, còn phải ngày 15 thì mình nghĩ là sẽ có khi mà sự kiện nó mở ra nhé anh em. Khi mà mở quyển sách F1 lên thì mình cũng đã đề cập trong cái video hôm qua, đó là về chuyện nó có thêm cái phần thưởng ấy. Thì trong phần chuẩn bị này có thật này, và nó yêu cầu làm một số cái như kiểu là phản ứng nguyên tố thì mình chưa làm, còn hiện tại thì mình thấy là đã có nhiều phần thưởng rồi. Và phần thưởng thì nó bao gồm những cái như là để up EP thánh di vật, và mình nghĩ là cái này anh em lên tiết kiệm. Ở đây ý mình là anh em có thể để dành khi mà Sumeru ra thì anh em up cho những cái di vật hệ thảo chẳng hạn, hoặc là không anh em có thể dùng luôn, tùy anh em nhé. Bây giờ xin mời anh em đến với phần đi Ron Kazuha cũng như là Ron Hezo, xem nó có tái hiện lại cái lịch sử Zone Shinobu của mình không. Cái lịch sử vô cùng đau đớn. Vâng, vẫn đội hình lệch đết của mình, và mình đã di chuyển đến cái thuyền của Bedo. Mình nghĩ đây là địa điểm tâm linh. Thì mình cũng làm như cũ thôi, đó là mình roll X1, xong rồi khi nào mà nó nổ tím thì mình sẽ X10, kiểu như thế. Mình cứ làm như vậy nha, và những cái đoạn thế mình sẽ tua nha anh em. Mình sẽ thống kê xem mình sẽ roll được bao nhiêu Hezo. Vâng, phát đầu tiên thì vừa dễ là cái cung rồi. Bây giờ thì mình sẽ X1 cho tới khi nó ra tím như thế này. Vâng, và đây chính là một Hezo anh em ơi, rất đơn giản. Tại sao một nhân vật 4 sao mà nó lại khó khăn như Shinobu nhỉ? Thật sự là không thể hiểu nổi anh em ạ. Và nếu như lần trước mà mình cũng làm như thế này, tức là may mắn như thế này, ý mình là may mắn như thế này, thì mình đã tiết kiệm được rất là nhiều nguyên thạch cho Kazuha và những nhân vật phía sau rồi, đúng không anh em? Nói chung là mình nghĩ anh em chỉ lên thử như mình, tức là ở đầu ấy anh em roll được khoảng bao nhiêu lần mà nó ra nhân vật 4 sao anh em cần thì anh em thôi luôn, còn nếu không ra thì cũng nghỉ luôn. Vì nó ra nó sẽ ra ngay, còn nếu không thì nó sẽ rất là nhây. Vâng, và sau đấy là những phát X1 của mình. Mình đang định X1 để nó khi nó nổ tím thì mình sẽ X10 tiếp. Nhưng mà ai biết đâu được, nó lại thành như thế này. Đến đoạn mà nó thành màu vàng mình không kịp hét lên luôn anh em. Và nó đã ra một Mona. Và đây là Mona cùng mệnh 2. Thực sự thì mình thấy khá là hài lòng khi mà nó nổ ra Mona anh em ạ. Bởi vì may không phải là QQ của mệnh 6. Bây giờ thì mình đã có bảo hiểm rồi. Và mình chỉ cần tìm cách roll ra Kazuha thôi. Làm sao để roll ra Kazuha sớm và nhận được Kazuha thì đó chỉ là may mắn thôi anh em. Và mình vẫn cứ làm như cũ. Đây là mình đã ra thêm một Thoma nữa. Nãy giờ bao nhiêu Thoma mình không biết nữa. Mình áp luôn cung mệnh của Mona vì mình thấy hài lòng với cung mệnh của Mona. Ok. Phát X10 thì nó lại ra cho mình cái kiếm chuông anh em ạ. Trời ạ. Và nãy giờ thì có thể anh em không để ý, nhưng mà mình mới chỉ có một Hezo thôi đấy. Và đây chính là Hezo thứ hai. Pha nổ bảo hiểm mới có ra một con Hezo thứ hai. Anh em thấy tỷ lệ nó khủng khiếp đúng không? Nó vẫn gọi là có hên ở đầu đấy, nhưng mà rõ ràng là để muốn ra thật nhiều Hezo thì nó là một cái gì đấy rất là hên xui đúng không? Đây là Hezo tiếp theo sau X10. Nãy giờ là được 3 Hezo rồi. Và khá là may mắn khi mà mình ấn thêm X1 phát nữa thì nó lại ra thêm vâng, đó chính là một Hezo nữa. Vâng, sau khi ra được 4 Hezo, tức là mình đang có Hezo cung mệnh 3 nổ một Mona thì cuối cùng mình đã hết nguyên thạch. Sau đó thì mình đã phải nôn tiền ra ha, để lấy Kazuha mà. Nhưng mà mình muốn nói là mình cảm giác khi mà mình roll đến đoạn này ấy, mình cảm giác như kiểu mình đang roll banner vũ khí mà nó rate up cái cung reset vậy anh em. Cảm giác ra rất là nhiều vũ khí luôn. Không hiểu mình có roll nhầm banner không nữa. Chắc chắn là không rồi đúng không anh em? Ảo thật đấy. Rất nhiều Thoma và Linh Quang đã không được đếm. Vâng, và đây là một cái kiếm sáo nữa. Cạn lời anh em ạ. Anh em roll được cái gì và mất những cái gì anh em hãy để lại bình luận nha. Vâng, sau rất nhiều pha X1 cũng như X10 thì đây chính là một Hezo nữa. Đó là 5 Hezo rồi đúng không anh em? Tức là Hezo cung mệnh 4 rồi. Vâng, và đây, hôi mũi tên, hôi mũi tên, quả này phải hôi, chắc chắn hôi mũi tên rồi, bởi vì đó là bảo hiểm của mình. Nhưng mà mình có ra được thêm hai Kazuha không, hay là một Kazuha, một bảo hiểm, anh em đoán xem. Và kết quả chính là một Kazuha, và nó bonus thêm cho mình Tây Phong Kiếm, chắc nó gợi ý mình là chơi Kazuha Tây Phong Kiếm anh em ạ. Vâng, về Thoma thì mình có cung mệnh 1 sẵn ở đây rồi, và mình up Thoma lên được khoảng cung mệnh 4 thì phải, ok.
Và để tổng kết lại thì anh em sẽ quan tâm là mình đã roll bao nhiêu lần và ra được bao nhiêu. Thì cái này nếu như có thể thì xem ở trên mấy cái trang tổng hợp roll nó sẽ chính xác hơn, nhưng mà mình ngại vào mấy cái trang đấy quá nên là mình đã đếm ở đây. Thì đâu đó là mình tính ra là hình như là mình roll Namona ở lần thứ 70, tính cả lần roll trước ở cái Bender Silobu có một vài lần phía sau ấy, và roll Kazuha đâu đó ở khoảng lần thứ 74-75 gì đó. Ok, về việc up cung mệnh của Shikanuin Heizo và test các thứ thì mình sẽ làm sau nha, vì nó cần rất là nhiều thời gian, không thể làm ngay trong một buổi sáng được. Ở phần phía sau của video thì mình đã ngồi chơi cái cốt truyện của Kazuha và kết thúc luôn rồi, nên là mình có show đây một vài cái điểm, không biết là anh em có cần không, nhưng mà mình cứ làm thôi. Ok, nói chung là về cái quest của Kazuha thì mình nhận xét chung sau khi làm xong là mình thấy nó cũng bình thường. Nó có một số đoạn hấp dẫn và một số điểm cải tiến, đó là về chuyện như kiểu là cái rương, mấy cái rương bố trí trong cái bí cảnh ấy thì rất là dễ tìm luôn, mình không nghĩ là có thể là thiếu đâu. Mình không biết có thiếu không, nếu anh em thấy thì anh em hãy bổ sung giúp mình nha, còn mình nghĩ là mình đã lấy đủ rồi. Ok, đầu tiên thì cũng làm những cái đoạn như là đi gặp NPC, đánh quái các thứ thì mình skip nha. Sau khi làm xong đến một cái giai đoạn nói chuyện với Kazuha và gần cái chỗ mà mua cái lưới bắt pet ấy, nó có một cái khói đen, đám khói đen như thế này đi từ cái cửa sập này đi ra. Thì đơn giản là chúng ta chỉ cần đi theo cái đám khói đen thôi. Ở đây có một NPC đứng ở trên cái khu vực này, nhưng mà thực ra là không phải đối tượng mình cần tìm. Mình cứ tưởng lúc đầu là đi đến chỗ NPC đấy, nhưng ra là không phải, chỉ cần đến đấy xong rồi chạy tiếp. Nói chung là dễ tìm lắm. Quét nó cũng chỉ ở trên Millimap mà, mình không chắc là có anh em nào sẽ bị kẹt đoạn này đâu. Dân, khi mà tìm xong đến cái chỗ đám khói đen, gần đến thì nó sẽ có một đám Hilichu, thịt đám Hilichu. Sau đó thì nói chuyện với NPC các kiểu, sau đó thì nó nhảy ra mấy cái cổng gió như thế này. Anh em chỉ cần đi theo nó hay là anh em chỉ cần chạy xuống rồi nhảy lên cái luồng gió này cũng được. Nói chung là rất là dễ thôi. Thú thực là cái đoạn nói chuyện ban đầu tới cái đoạn vừa rồi ấy, bay tới ấy, là mình thấy nó khá là nhạt theo mình. Còn đến cái đoạn mà cái kiếm này nó bắt đầu nói chuyện ấy và nó bắt đầu phát sáng lên thì mình thấy nó thú vị. Cái kiếm này nó cho chúng ta thấy rằng theo quan điểm cá nhân của mình hay là những gì mình thấy thì nó khá là sân si. Nó muốn đọ sức mạnh với thanh kiếm của lôi thần luôn. Vâng, muốn chứng tỏ bản thân nó rất là mạnh. Và cái câu chuyện của thanh kiếm này thì mình nghĩ là anh em hãy lên tự tìm hiểu nó sẽ hay hơn. Ok, sau khi nói chuyện một hồi ba la bolo thì nó sẽ chuyển đến cái đoạn vào bí cảnh. Thì đây, như mình vừa nói thì mấy cái rương nó nằm ở cái khu vực rất là dễ tìm và nó không có giải đố gì trong cái bí cảnh này cả. Đơn giản là chỉ có một đường chạy thẳng tắp thôi, và mấy con quái thì có thể bị ăn thêm đam từ huếch tán hỏa từ mấy cái đuốc này. Và cái dương cuối cùng là một cái dương siêu cấp. Em anh em mà có thấy thiếu cái dương nào anh em hãy bổ sung giúp mình nha, mình không nghĩ là thiếu đâu. Vâng, và cái đoạn cuối này là cắt cảnh của Kazuha cho anh em nào cần xem lại. Ok, cảm ơn anh em đã xem video nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video khác.俺の言う通りだ。俺にはもう何もできない。だが一神殿にはまだ可能性がある。復元された俺なら最高の研究材料になるはずだ。伝承が途絶えなければ栄光は戻ってくる。たとえ雷電将軍に力を証明するのが俺でなくとも、それが一神殿に由来し楓原家の手によるものであれば、 奴の願いも叶うだろう。感謝する楓原家の末裔よ。時が経ち、今やマナを知る者はいない。その名に触れるのが恥と知りながら、一度も忘れはしなかった。籠鶴瓶一心、この名はお前に預けよう。うむ、安らかに眠るがよい。